Cảnh trần gian qua đổi dần quay, nhiều sanh là nhiều người chết là. Bụi mặt thế quay kỳ nhân quả, để mắt vào dễ hả không kinh. Thêm có nhiều tà phép hữu linh, kẻ đã chết kêu tên sống dậy. Tự chặt tay chân rồi ráp lại, không đớn đau không chảy máu me. Chúng có nhiều quỷ thuật bài khoe, kẻ mê tín nếu nghe thì khổ. Nhiều kỳ chứng kể thôi vô số, thương ba gia không chỗ nào an. Kẻ hiện sanh trên cõi trần hoàng, ai cũng phải nạn mang nhiều ít. Trò văn vật càng nhiều khuyến khích, sự ác gian càng chất thêm cao. Càng ăn sang mặt đẹp chừng nào, hổ tội lỗi thêm sâu chừng nay. Bên sau lẽ cạnh tranh thắng bài, chẳng ai lo lợi hại xác hồn. Mà nhiều kẻ mưu thân được sanh tồn, trái lại tự làm hồn tiêu diệt. Tuy đang sống mà người đã chết, nhưng họ không tự biết chi đâu. Bữa tiệc ngon dễ bị lấy đầu, chẳng tìm hiểu cứ bâu cười mua. Đem muôn kiếp đổi vui một bữa, lại tự cho sáng sủa khôn ngoan. Dòi đục chui trong đám xương tàn, đâu bền bỉ đâu rằng êm ấm. Nếu sanh chung để lòng suy gầm, thấy chán đời hơn đâm cảnh đời. Chán lớp tuồng giả dối gạt người, chán thời cuốc lửa vùi mái trài. Chán kẻ khôn vỏ đầu đứa dài, chán lòng người nỡ hại mạng người. Chán bên trong xã hội hiện đời, đầy tội ác nặc mùi hôi thui. Coi mạng người rẻ như cát bụi, chán thân mòn như củi trong lò. Dù mưu cho phú quý bao to, không sống mãi để mà bảo vệ. Chán cai kiếp vua quan dân thế, ai cũng đều nô lệ cho thân. Nó khiến lo tinh đủ thế thần, rốt cuộc chỉ ra phân cỏ ù. Những mặt đẹp ăn ngon xương thu, cũng chôn theo cốt rũ xương tàn. Có cái nào còn được thế gian, kiếp tạm giá phải chăng đang chán. Làm tội ác không trường hướng đằng, mang tiếng đời lại vấn nghiệp mê. Hết thân này rồi cái thân kia, sanh tử mãi không hề ngừng dứt. Chỉ bằng biết thân là tạm vật, chớ vì thân tạo nghiệp bất lành. Hãy mượn thân lo việc tu hành, ngăn dứt
lối tự sanh luân chuyển, hiểu rõ kiếp người không trường viên. Nên đỡ nâng hơn chuyện gạt lường, phải thương nhau và phải hộ tương. Hợp sức mở rộng đường sanh sông, chống bệnh tật đói nghèo cùng chống. Không ai vui riêng sống một mình, giàu giúp nghèo quan giúp dân tình. Mạnh giúp yếu khốn nên thương dài, buông nhẹ lời cho dai nhẹ lại. Sống cho mình còn phải cho người, đua nhau làm hiền đức tốt tươi, sẽ khiến chẳng còn người hèn hạ. Đời đâu cũng bình yên thông thả, thù oán không chiến quả cũng không. Khi thác hồn luôn được thông dông, lúc sống khắp người lòng yêu mến. Điều này nếu mỗi người đạt đến, ấy là phương dĩ quyển độ chân. Đem giả thân đổi lấy chân thân, gió nghiệp lặng sống trần ngưng hà. Huông cõi thế sắp ngày tàn tà, cái phàm thân như giá rừng đông. Thân mất rồi muốn biết cũng không. Luôn mưu độc luôn công làm ác, sớm tu hoặc sớm ngày giải thoát. Biết khổ lo cho được khổ qua, lửa cháy bao không chịu bước ra. Như thế có phải là tự sát? Chỉ một nhìn khỏi muôn lần thác, đời ít ai chịu xét để làm. Cứ lo ôm mãi cái lòng tham, tham phú quý, tham đàn danh vọng, tham sắc đẹp, tham nhà cao rộng, tham bạc tiền, tham sống tư riêng. Do lòng tham tội lỗi chẳng kiêng, đêm ngày cứ tiếp liên điều ác. Giết hại người của tiền cướp đoạt, hưởng đôi hồi rồi thác như ai. Vẫn cứ tham vẫn cứ mê say, nối nhau mãi đời đời không dứt. Cha chết rồi kế con cũng mất, cháu bỏ thầy tới chắc chốn thân. Chồng qua đời kế vợ tạ trần, vua chúa chết quan dân cũng chết. Kẻ chết rồi lợi danh cũng hết, ai lại không rõ biết điều này. Chẳng ngán ngao còn mãi mê say, mê qua đến mê này mê tới. Cha mê kể lại con mê nói, từ xưa nay một lối đi hoài. Thân tham danh tham sắc tham tài, tiêu mất cả có ai còn sống. Trái lại do nơi lòng tham vọng, chịu biết bao khổ chúng ta bà. Lòng tham này nếu nhịn được là, các việc khổ xảy ra sao được. Đạo sĩ tiếp kể nghe thanh thoát, lòng tham là gốc khổ, tham dứt khổ đâu có.
Việc tu chẳng nói nhiều, không tham là đảo ngộ. Tham này là tham ác, không phải tham phước đức, nên càng nhiều lòng tham càng khổ bao giờ dứt. Biết rằng tham là hại, nên khuyên khắp nhân loại, nếu muốn được an vui, lòng tham mau chừa cài. Tại sao người lại tham? Tại lòng mến thân phàm. Nhưng phàm thân vốn tạm, tham mấy cũng không kham, vì lòng tham danh lợi. Nên khắp trên thế giới, chỗ nọ tới chỗ kia, chiến tranh thường dấy khởi. Tôi phạn chúa cướp ngôi, bạn hại bạn lấy lời, người giết người đoạt của. Do lòng tham khiến xui, danh mất thân cũng mất, mất dân mất cả đất. Bị người đời chê cười, cũng tại lòng tham ác. Vì tham bị tham hại, người đời tham qua lại. Cảnh khổ cứ triền miên, càng xem càng kinh hãi, hiện trên mặt đất này. Chiến quả ươm đó đây, mạng dân như hũ mâm, cũng lòng tham tạo gây. Đã gọi tham là khổ, sự khổ kể vô số, biết nói sao cho cùng, tham tâm nên sớm bỏ. Lời đạo sĩ tuôn như suối đổ, nói không ngừng ý rõ lời thông. Sau khi ngài ngâm kể vừa xong, ta rằng đúng như trong lời kể. Nếu khắp cả người trên dương thế, đồng dứt lòng tội tệ tham lam, thì đâu còn có kẻ tục phàm. Bình lửa khói tai nạn cũng khỏi, không ai rách cũng không ai đòi. Thế giới này quá cõi thần tiên, từ thôn quê cho đến thị thiền, đâu đâu cũng bình yên vô sự. Tự như nhiên dứt đường sanh tử, người là tiên tiên thị là người, cũng sẽ không biến đổi non dời. Quân nào cũng màu trời thanh bạch, đạo sĩ rằng em phân đúng cách. Khắp người không tham tất thái bình, đâu có ngày đất ngửa trời chinh. Người nào cũng là tiên là Phật, điều này có lắm người nhận thức. Nhưng thiếu lòng cương quyết thi hành, nên bao lâu việc cũng chẳng thành. Ta rất tiếc nhân sanh ấy lắm, muôn kiếp khó hiểu chân lý đằng. Khi hiểu rồi mà chẳng làm theo, chừng khi thân tan rã như bèo, trí hiểu ấy làm sao kiếm lại. Đâu mỗi kiếp mỗi làm người mày, tháng sanh vào thế giới thú cầm, mà sống ngu đần sống kiếp tối tâm. Trí minh mẫn đâu làm sao có,
hơn nữa nếu sanh loài sâu bò, hiểu biết càng thấu nhỏ lại hơn. Sớm sanh chiều lại chết mất thân, câu chân lý đâu từng nghe được. Sao lại cứ biết xuôi làm ngược, ấy phần đông nhân vật thế gian. Khổ nàng thêm chất chưa khổ nàng, đem dầu chữa lửa đang mạnh ngọn. Thần chết vẫn bên mình chờ đón, nay lầu cao mai chôn hố sâu. Mới vui say cái chịu thảm sầu, vừa cười đó cái âu khóc đó. Chúng sanh thể cá nằm trong rò, há không tìm đường ngõ trốn đi. Đợi đến người đem chặt giải vi, mới lo liệu việc chia đã muộn. Phải lo tu trước khi nước cuốn, ráng làm lành lúc chẳng tai ương. Đừng để khi gặp cảnh thê lương, mới trật tình không phương nào kịp. Việc khi đến đến mau như nhiếp, đừng rằng chưa thấy việc đổi thay, thấy trứng gà lành vỏ bên ngoài. Chớ tưởng nó còn dài ngày tháng, trong trứng có gà con chờ săn. Chỉ phút giây pha trứng tung ra, mãi thiên cơ cũng thế đâu xa. Vỏ hoa đất vỏ gà rất giống, hãy xét kỹ rồi tu mau chóng. Đến việc rồi hết dụng nam mô. Người thường trông thấy việc đã phô, không biết được những đồ còn đây. Bầu hư không vô biên thế giới, ngày đêm luôn có cõi hoại tiêu. Tở trên cây bất luận sớm chiều, thường có la úa xào mãi mày. Có hình thế tất là có hoại, quả đất cùng nhân loại như nhau. Hết kiếp rồi thì cũng tiêu hao, chớ đâu phải sống lâu vô hạn. Vạn vật phải theo cơ chuyển quan, có thứ nào giữ đặng trường tồn. Chớ cho rằng đất rộng mênh mông, vững chắc mãi chứ không sao cả. Lớn thế mấy rã thời cũng rã, to giường bao khi hạ hạ ngay. Người có xem cảnh sụp đất đai, tất hiểu được trong đôi phần đây. Nhà gạch lắc lư như nhà dây, người té lăn khó chạy đứng yên. Rồi tự nhiên lửa dậy khắp miền, đất bằng bóng sụp nên biển cả. Ngoài tưởng tượng của người tất cả, việc này ai lại há không nghe. Chúng sanh luôn sống phúc không dè, lấy việc nhỏ để mà hiểu rộng. Cơ tận thế khác nào đất đồng, một phút giây đâu cũng tan quan. Ráng tu hành này bơ thế gian,
chớ ngần ngại ắt mang tai ách. Vì thương chung mới phân tách bạch, em nhớ đem trao hết cho người kha gắn công. Chớ có biến lười ngày cứ đến bóng trời không đời, lo trước để sau rồi khó hồi. Phúc đức là nguồn cội sanh tồn, phúc đức là then cực lạc môn. Chúng sanh ráng lo nôn phước đức, thì không tiếc ấy là gọi phúc. Thương người như thân tức đức ư, không cần đem nói hết kinh thư. Bao nhiêu đó đủ dời phúc đức, mong sanh chúng được lòng chân thật. Làm việc chi cũng ắt thành công, nói rồi làm đừng bỏ nằm không. Lớn hơi chậm nhỏ trong chốc lát, đạo sĩ liền ung dung cất hát. Bắc thang phước đức đăng tiên, nắm dây thành thật leo lên Phật đài. Quyết lòng tu một kiếp này, đạo màu được đắc Như Lai được kề. Nhẹ mình lướt khỏi sông mê, trai oan hết buộc não nề dứt sông. Độ siêu cha mẹ tổ tông, độ luôn quyến thuộc khắp trong bãi đời. Mình vàng có ánh sáng ngời, lòng hoa hội được chúng ngồi Phật tiên. Chuông đạo đức đánh lên khắp chốn, mơ kẻ lành duyên phản bổn quy căn. Các gông cùm thế tạo điều quanh, phi thân đến cung hằng cho thòa. Lúc mê muội gặp đường đạo cả, như đói lòng gặp quả đào tiên. Há lòng không mừng rỡ tu hiền, cởi mở hết oan khiên nghiệp bao. Xưa tu mười mới là đắc đạo, nay một tu vẫn đau Tây Phương. Đức từ bi hỷ xa không lường, chúng sanh cũng khá nương đạo Pháp. Ngăn thói tục ngăn lòng ô tạp, tập nói lành tập việc làm lành. Quên thật thà hơn thói gian manh, cách đi đứng ngồi nằm đoan chánh. Mang xác phàm tập cho lòng thanh, dồi mài cho đúng hành chân tu. Ngày hai thời vẫn nhớ công phu, thà bỏ xác đường tu không bỏ. Muôn cho ngọn tâm đăng sáng tỏ, sáu căn đừng cho gió trần vào. Rèn nơi lòng bất luận lúc nào, cũng trong lặng như thao nước lông. Chỗ thanh văn như nơi sao đồng, vẫn xem thường chăng vọng mong tâm. A-di-đà-phật nhớ niệm thầm, mà ý hướng Phật hơn tâm hướng thế. Biết rằng thiện làm không để trễ, xét là ta chừa để liền khi.
Kinh dạy sao thì vẫn hành y, đạo qua sớm muộn gì cũng đắc. Đạo sĩ ngó ngay ta bảo chắc, nếu thành tâm niệm Phật ba ngày, cứ niệm liền không hở phút giây, chẳng mong việc trần ai một mày, tất được Phật hiện ra chỉ dạy, chẳng đúng ta chẳng phải là người. Lời này em nhớ bảo khắp nơi, già trẻ khá y lời tu niệm. Kẻ thật tu Phật đang tìm kim, nên khi người chỉ nguyện thành lòng, tức thời từ các hướng Tây Đông, có chưa Phật quá thân đến chứng, lòng còn chút bận nhớ xen ẩn. Có mong gì thấy đặng Phật ngài, tâm bận nhớ như mắt kéo mây, không thấy được trời đầy sao tỏ. Phật ngài khắp nơi nào cũng có, chúng dòng tâm mắt ngó không ra, cứ tưởng rằng chỉ có người ta, không có Phật mới là gây tội. Mây lại sống nhầm đời giả dối, khiến lòng mê càng tối thêm hơn. Quen gạt lường hơn việc nghĩa nhân, gặp chuyện phải không cần đếm kể. Người này thế kẻ kia cũng thế, lấy kế mà chọi kế không thôi. Đua sống bằng mỗi cách bãi tội, do đó khiến cuộc đời thêm rồi. Vật chất tiến tinh thần lại thối, lớp ngoài sinh trong loại xấu đen, vẫn không chừa một việc đê hèn, hiện đang gọi kiếm tiền thời đại. Sắp đến lúc thế gian vũ bò, chứ Phật tiên càng có thêm nhiều. Chẳng khác chia ruộng thất bao nhiêu, người đi mốt càng nhiều chừng nay. Gần có cuộc tan thương biến cài, nhưng hiền nhân có mấy ai đâu. Như thế này chừng cuộc đau đầu sẽ tiêu hết, còn đâu mà kể. Rất thương tiếc cho người dương thế, các Phật tiên mắt để khắp nơi, tìm kiếm người lòng dạ tốt tươi, độ cho khỏi nạn trời kế cần. Cũng phương tiện việc tu chỉ dần, kịp hội tia để chứng đạo trường. Đường từ bi về cõi Tây Phương, có phước đức lên đường tiên cảnh. Trung quy thần hiểu quy nhân thanh, Phật tiên đâu hề rảnh phúc nào. Có người lành bất luận chỗ nào, cũng đi tới để âu diệu giặc. Trong nhà điếm trong trường đổ bát,
đến như người đổ rác tanh hôi. Có thiện căn có được tâm hồi, Phật dẫn đến tận nơi quá độ. Miệng sanh chung được lòng giác ngộ, Phật đâu này ở chỗ quê nhơ. Tâm sạch trong tuy cái thân dơ, thân ấy rửa bao giờ cũng về. Thân trong sạch mà tâm nhơ uế, muôn đời chưa há dễ rửa ra. Nên chi dù ở chốn xấu xa, có kẻ sạch tâm là Phật đến. Qua đủ cách độ người hướng thiện, đem thân ra quyền biến mọi phương. Khiến hung sùng trở lại hiền lương, cõi đài đó trong đường thống khổ. Nếu chẳng giúp được người tỉnh ngộ, đến tận đời còn có ai đâu. Nên Phật Ngài đi khắp năm châu, dạy sanh chúng đạo màu được biết. Đạo hiểu rồi đường tu mài miệt, dứt lỗi lầm bỏ việc nhút nhơ. Thuận thời trời hợp mây quyền cơ, tất qua khỏi ngày giờ hắc ám. Tâm Phật có mấy ai thông cảm, lo cho đời chẳng hạn ngày đêm. Biết chừng nào sống khổ lặng êm, để chư Phật ngồi yên một chỗ. Đôi mắt đạo sĩ gần ướm đổ, Ngài ngâm lên bài kể thiết tha. Khắp ba ngàn thế giới, ở trong cõi ta bà, chúng sanh này đổ dứt, chúng sanh khác sanh ra. Lòng từ bi vô số, kẻ hung ác hẳn hà. Xưa độ nay vẫn độ, chúng sanh vẫn còn đa. Chánh quả dù đã đắc, không ngồi án liên tòa. Mắt xem đời không nhảy, tay bên chúng chẳng xa. Thấy lành thì đến độ, nghe nguyện tức chứng qua. Có thiện duyên liền tới, sạch dơ cũng thay là. Hiện cõi này sắp rốt, Phật Ngài càng bốn ba. Đấm tay giải đạo lý, Nam Bắc cứu chư gia. Không phúc giờ nào rảnh, đang kính thay Phật Đà. Nghe kể khiến lòng ta cảm động, nhận cho lời ấy đúng không sai. Chính thân này đã được Phật Ngài hóa hiện đến giáo khai nhiều bằng. Từ thuở bé đến khi khôn lớn, xác hồn này nhờ đấng từ bi. Nếu không do nơi sức quyền di, thân này khó hướng quy cửa Phật. Bệnh được cứu, giấc mê được thức, đâu là tiếng đâu tục được tường.
toàn nhờ ơn Đức Phật Tây Phương, chịu khổ đến bên giường dãi dỗ. Phận hèn này Phật còn đến độ, huống chi người được có đại căn. Tất Phật Ngài gần gũi thương hằng, hơn tình mẹ với con khăng khít. Nghĩ đến đây quá nên cảm kích, rồi tự nhiên nước mắt trào ra. Đạo sĩ bèn vỗ nhẹ vào ta, rằng anh chẳng nói qua với thầy, chính em được Phật Ngài đổ tê. Tất không còn chỗ để nghi nan, e những người chưa thấy mình vàng, chưa biết được Phật tâm từ mẫn. Em cũng khá dùng lời chỉ dẫn, giúp trần gian rõ đấng từ bi. Khá lo tu bỏ lối vô nghị, để chưa Phật bớt đi lo lắng. Thân mình cũng oan sầu dứt đặng, có phải là được vẹn đôi bề. Cõi hồng trần nhiều nỗi thảm thê, nên xa lánh hơn mê nhiễm tới. Chữ quyền tước với câu phú quý, đừng để cho nó lợi dụng mình. Có tước quyền phú quý hiển vinh, nên dùng nó làm lành làm phải. Được danh thơm lại còn phước đại, thì một hai lời lại chính mười, chẳng khác nào cài xá hợp thời. Một thung giống thu hồi nhiều thung, nếu bố thi không lòng lợi dụng. Được phước hay không cũng mặc tình, cũng chẳng cần ai biết đến danh. Vì thấy khổ động tình giúp đỡ, ấy càng được phước nhiều vô số. Tâm kia cùng Phật có xa chi, cứu độ người do tánh từ bi, chớ chẳng muốn điều gì tất cả. Tuy nhiên việc trước kia vẫn trả, mặc dù người chẳng giả mong cầu. Có gieo thì có trổ không đâu, xưa nay vẫn chẳng bao giờ sai. Chẳng ham danh nhưng danh cứ lại, không mong lời lời tới tự nhiên. Khinh phú quyền nhưng trọng phú quyền, cho cả xác lẫn hồn được hưởng. Ấy lời thật chớ không nói bướng, đừng vội cho mâu thuẫn trắng đen. Luật công bằng nhân quả tự nhiên, không ai có thể làm sai được. Kẻ dương thế cả suy nhiều lượt, coi lời này có chắc hay không. Nếu nhận cho là lẽ chí công, nên hành gấp chớ lòng ngần ngại. Em nhớ đem chuyện này tỏ lại, cho người đời xét lấy tu hành. Khi tu lòng phải được chân thành, để khỏi kiếp hy sinh vô ích.
Trời tối lại còn thêm mắt bịch khách, trần gian khó biết lối ra. Em mau tay dắt đỡ người ta, qua gai gốc được ra đại lộ. Phó mặt cái phàm thân lao khổ, miễn sao đời tỉnh ngộ là hơn. Khổ một mình vui cả muôn dân, há không lấy làm mừng để chiều. Chữ gian trưng với câu huyền diệu, giá so bằng em hiểu hay chăng? Ra công trồng mới có trái ăn, đường xa chẳng bước nắng sao tới. Lúc em đang 21 tuổi, nơi phòng riêng vào buổi ban trưa, thình lình nghe ngọn gió phất đưa, một cụ lão đầu phơ tóc bạc, tướng đẹp đẽ phàm phu khác xác, vẻ đoan nghiêm đôi mắt hiện từ. Nơi tay cầm chiếc gậy ý như, bỗng hiện đến ngay nơi em nghỉ. Cụ lão vỗ vào em và chị, trong chăn mền ngọc quý đâu xanh. Trên đồi khô sen chẳng nứt nanh, con há chịu yên mình một góc. Đập đa cưng mới tìm thấy ngọc, vào bụng lầy sẽ bọc nhiều sen. Nói xong rồi cụ biến đi liền, em chưa kịp hỏi thêm chi cả. Em vừa mừng vừa là buồn ba, mừng được lời khuyên quá bề trên, buồn vì chưa một tiếng ơn đền. Chắc em đã không quên điểm ấy. Ta thưa rằng thật là có vậy, đây dễ quên chuyện ấy bao giờ. Đáng khi đây đôi mắt vừa mơ, chiếp một cái gió đưa mát mặt, thì người cổ đã trong tận mắt, lời cao siêu được rót vào tay. Vừa dịu dàng vừa rất thanh bay, từ ấy vẫn đêm ngày kêu hú. Kẻ lạc lối mau tìm cõi cũ, hãy chừa đi những thú ăn chơi. Lo tu hành hương nước chiều mới, cầu Phật độ qua nơi khói lửa. Cơ tận diệt không bao lâu nữa, khuyên chớ nên lần lửa mốt mai. Hãy đua chen niệm Phật ăn chay, ai cũng ráng ra tay làm phước. Nên chánh đạo mấy khi gặp được, khi gặp rồi khá bước vào ngay. Nguyện xả thân tìm thấy Phật ngài, dù lao khổ chớ thay đổi chi. Ráng một kiếp hành chân đạo lý, muôn đời sao khỏi bị trầm luân. Lại được còn xem cõi thượng quân, đúng minh đức tân dân chí thiền. Ây đại lược lời đây đã khuyến, từ chỗ gần cho đến chỗ xa.
Đạo sĩ bèn dùng kệ ngâm ra, giữa trời đêm tâm tôi. Tiên trong dục gần xa, trẻ ít người thức giấc, già nhiều kẻ tỉnh ra. Gốc được lo chi ngọn, con sẽ nói gương cha, huống già nhưng lòng trẻ. Còn trẻ lại tâm già, già lại già hay trẻ, cũng là giống người ta. Đổ được thì cứ đổ, và mây chớ bỏ qua. Chứng quả trong giây phút, không phải mất đâu xa. Đến như người sắp chết, vẫn tỏ ngộ được là. Đừng buồn lòng khi thấy trẻ ít tu hơn già. Ta rằng ngày kể qua đúng lẽ, già tu nhiều nhưng trẻ ít tu. Trẻ có tu chỉ được buổi đầu, lần lượt rớt lại sao gần hết. Làm cho đây lòng buồn chi xiết, hạng thiếu niên không biết tu hành. Tội tệ trong xã hội càng sanh, hại đất nước dân tình cũng hài. Khổ tương lai khổ ngay hiện tại, đảo lu mờ đời lại rối ren. Người sống trong cái sông tối đen, đức hạnh thiếu nhân tình cũng thiếu. Dắt nhau đến cuộc đời bận thiểu, trong ngục tù một điệu giống nhau. Toàn là người tội lỗi hùng hào, cảnh rùng rợn không sao tả xiết. Khiến nhân loại sớm ngày tiêu diệt, cảnh thương tâm nói biết sao cùng. Càng xét ra càng bắt não nùng, muốn phó cả thiên công định sự. Đạo sĩ rằng vì đời hung dữ, Phật mới khuyên em sự dạy đời. Nếu bằng ai cũng biết tỉnh hồi, thì Phật chẳng một lời chỉ giáo. Cụ lão há chẳng lời giải bào, đa cứng trong có bao ngọc xanh. Phải ra công đập đá tan tành, mới có thể kiếm tìm được nó. Chốn bùng lầy có hoa sen trổ, muốn hay sen chịu khó bước vào. Lời ấy theo em đã nghĩ sao, không chịu khổ dễ nào được chứng. Chẳng gần đám hung sùng gian lần, thì làm sao độ chúng thiện căn. Hiện trong tay có phước yêu thần, há ngại bước đường tánh tam tàng. Thứ sát sanh, thứ ham dâm loạn, thứ hung hăng lộ mãn ngang tàn. Cũng dắt cho đến cõi Tây Phan, không nỡ bỏ giữa đàn ngơ ngâu. Đồng tới chỗ và đồng đất đào, lòng từ bi rút rau tận cùng. Hết khổ nàng đến lúc thung dung, xưa nay cuộc tuần hoàn vẫn thế.
lao khổ mây xin em chớ nề, cũng không nên cô để lòng buồn. Em than thầm những lớn tợ chuông, vang động cả chính tầng trời đất. Nơi sơn đảnh lòng anh quặn thắt, lo rằng em sớm gác mái chèo. Những người đang mỏi dạ trông theo, sẽ đứng mãi bên chiều ngơ ngác, lui cũng lỡ đến không ai dắt. Cảnh ấy còn bi đát nào hơn, em ha không cản xét xa gần. Để giúp kẻ còn chân núm niu, kẻ mến em không riêng đạo diều. Còn mến luôn dáng điệu hình dung, bỏ xác này tạo xác tao cùng. Giống mấy họ cũng không tin chắc, huống chi nếu khác mài khác mặt, lòng họ càng ngờ vực thêm nhiều. Thì dầu cho em có réo kêu, họ cũng chẳng nghe theo cho mấy. Như thế chỉ luôn thân quá cài, không khiến cho quán đại người tu. Nếu như em đợi khoảng xa lâu, kẻ quen biết khi nào chết hết. Khi ấy dù khác thân khác nết, sẽ không ai phân biệt điều gì. Nhưng nếu em chờ đến chừng ni, sẽ chết hết còn chi mà đồ. Việc tới gấp ở bên cửa sổ, chẳng lo mau ngồi đó mà chờ. Người khác đang sắp chết từ giờ, than nước ít bão chờ mưa xuân. Người sắp chết khác thì cho uống nước ít, nhưng cứu sống được người. Nếu ngồi chờ mưa xuống tới nơi, thì người đã chết rồi hết cứu. Tài đức đủ hay là không đủ, gặp việc lành thì cứ ra tay. Không dần già hẹn mốt hẹn mai, coi như lửa cháy mài một thứ. Cứ một mực lòng người như thử, mặc cho câu thiên lý thế nào. Vì dầu thân vạn khổ thiên lao, hành thiện chẳng lãng sao ý muốn. Ráng độ kẻ thế gian kẻo muộn, nên cùng không một bận này thôi. Chẳng khác chi sắp cuối mùa rồi, không xả gấp ắt trôi tất cả. Lần thứ chót ráng thi công hòa, trễ qua rồi dễ ha kiếm ra. Chữ Phật tiền đâu cũng vẫn là, tìm nhân thiện để mà tế độ. Buông gặp dịp há ngồi chịu lỗ, chẳng đua chen cho có đồng lời. Loạn dân tâm loạn cả thế thời, lấy đạo lý giúp đời bình tĩnh. Thấy khổ mới nhiều người sực tình, có đau răng thì miệng hạ ra.
Bình thường ai gọi Phật về nhà, hữu sự lắm người ta khẩn đầu. Thường cảnh ấy khiến người theo đạo an thân mà thọ giáo ít ai. Phật tử nên thừa lấy dịp này kêu gọi kẻ còn sai chưa tình. Nhân tai ách hoặc nhân khí bình để độ cho thiện tính thiểu căn. Ấy là cơ giáo hóa thường hằng từ xưa các chân tăng đã dùng trong hoàn cảnh thăng trầm sanh chung. Phương tiện đưa vào cổng từ bi, mỗi một lần có cuộc biến di chính là mỗi một kỳ đại đồ. Một bát cơm một manh áo bô có thể làm tỉnh ngộ được người. Không đợi nhiều bát bảy vạn mười mới bô thí cho người cùng khổ. Cây non lá cây tàu mó nhỏ cũng che người được đỡ cơn mưa. Đâu lửa là có phố lầu to mới giúp kẻ bị mưa trên lầu. Lúc buồn ngủ được manh chiếu nhỏ mừng hơn thường khi có nệm cao. Việc đáng cần dù nhỏ thế nào cũng sẽ trở nên cao giá trị. Em ha chẳng lấy đây nghiệm nghị, không còn buồn tài trí thô sơ. Nên đem lời Phật mách quyền cơ để kêu thúc kẻ ngơ ngẩn chi. Tuy lao khổ gặp đường đạo lý ấy là điều báo quý vô cùng. Nếu không lo cho vẹn thủy chung, xác tan nát mà hồn cũng mất. Đem giông gieo khơi trên mặt đất, chẳng tưới tăng phân chất bón vào. Sẽ khổ lần cho đến tiêu hao, bóng trái chẳng khi nào có được. Phải gắn công dụng phân tươi nước, nên chăm lo săn sóc thượng hoài, đủ nắng mưa và đủ tháng ngày. Có bông trái đâu sai muôn, chớ muôn sớm cũng đừng than muộn. Sớm lên thì chiều xuống đâu thôi, tạo quá xưa nay đã định rồi. Người không thể đổi dời khác được, việc thời tiết nếu người đi ngược. Sự bất thành lái chuốc hại thân, hãy bình tâm chợt nóng tánh cần. Đông khi mãn thì xuân liền tới. Người có đợi hay là không đợi, luật tuần hoàn một lối cứ xây. Hết đêm rồi thì kê đến ngày, không hề đứng dừng ngay lại được. Mỗi ngày qua người ta mỗi bước, cứ bước luôn ai được ngồi an. Bước ngục môn hoặc bước thiên đàng, người một nẻo cứ toàn lo bước. Càng bước càng thấy gần đến trước, khổ hoặc vui đón rước người đi.
Về thiên đàng do bước đạo nghì, xa địa ngục tại vì bất nghĩa. Trong hai phía tự dồn một phía, muốn hay không vẫn thế không sai. Ai cũng đều theo định luật này, không ai đứng khỏi ngoài ấy được. Người khá chọn đường lành để bước, hãy mau mau nẻo ác lui chân. Đạo sĩ bèn ngâm lớn lên rằng: nẻo ác tuy rằng có lợi to, cũng nên lui bước chớ nên dò. Vì là chỉ sướng thân đương tại, muôn kiếp sau đây khổ lắm trò. Lắm trò khổ sở gánh mang, vào xưa sướng giường bao, nay khổ bao. Kê xảo được nên danh với lợi, chỉ là ăn trước trả về sau. Về sau phải trả nợ ăn rồi, vốn một mà lời đến cả mươi. Điều ấy cũng cần suy xét tới, lợi danh bằng cách ác nên thôi. Nên thôi nẻo giữ để theo lành lợi, chẳng hại người danh chánh danh. Lợi tại kỳ công, danh tại nghĩa, danh lợi này đâu tội lỗi sanh. Tội lỗi sanh đem phước đối trừ hư, mà sửa mãi chẳng còn hư. Đừng rằng đã lỡ cho luôn lỡ, lỡ lớn ra rồi lấp có ư. Khó ư khi việc muộn mang rồi, việc nhỏ vườn bao cũng chẳng xuôi. Nên sớm tính toán hơn muộn, liệu lỗi không thêm lớn, việc không trôi. Không trôi nhờ sớm quyết nơi lòng, nhớ bận nơi tâm rửa sạch trong. Bóng nguyệt lăng nhăng vì sống vỗ, khi lòng tỉnh được huệ liền thông. Liền thông rộng cả cái thân tâm, không chỗ vương mang những lỗi lầm. Lỗi lầm đã gây khi trước đó, như là cảnh mộng chẳng lưu âm. Lưu âm đã chẳng lưu hình, những lợi những danh với những tình. Của mộng vẫn là hoàng lại mộng, khêu bài trò hát giữa thâu canh. Thâu canh cảnh khác cảnh ban ngày, một trắng một đen cảnh thấy hai. Cảnh Phật cảnh phàm như thế ấy, chẳng đi hơn để dạ mê sai. Đạo sĩ ngâm xong bài thơ đó, ta cúi đầu liền tỏ lời rằng: cảm ơn ngài chẳng nại khó khăn, vui lòng xuống trần gian chỉ giáo. Nếu khắp cả nữ nam trong đầu, được có ngài đến bảo như vậy, mê giường bao cũng sẽ tỉnh ngay. Hiệu lực gấp mười đây kêu gọi,
Đạo sĩ liền chẳng lời và nói: đưa bé đôi ba tuổi trên đầu. Mẹ nó tuy nghèo khó mắt giàu, nó vẫn mến đi đâu cũng dinh. Ông phụ hộ đến gần bên cạnh, bảo nó theo hướng cánh giàu sang. Chớ ở chi với mẹ nghèo nàn, cơm chẳng đủ áo quần cũng thiếu. Đứa nhỏ lắc đầu rằng không chịu, nhìn người giàu với điệu ngây thơ. Vừa không ưa vừa vẽ nghi ngờ, liền bỏ chạy về nhà mẹ nó. Em lấy đây mà suy sẽ rõ, không cùng duyên ắt khó gần nhau. Nếu trái duyên mà chẳng ngại nào, các Phật đã độ lâu rồi chớ. Vì thế mới mượn lời đưa tớ, để làm cho nên nợ đôi bên. Bị cách sông cầu chẳng bắt lên, người đang đứng hai bên khó hiệp. Chúng hạ căn ở đời mạt kiếp, khó hiện thân trực tiếp kêu về. Nên dùng quyền để cứu người mây, như gỗ chẳng kế này khó trục. Chúng sanh có được lời kêu thúc, mới tỉnh ra đâu trượt đâu thanh. Rồi từ đây mới khởi lòng thành, nguyện Phật độ vãng sanh cực lạc. Theo việc thiện bỏ điều hung ác, gìn giới răng chay lạc kệ kinh. Thế đã cùng Phật rắm duyên lành, sự quá độ sẽ không còn ngày. Miệng cho hột giống kia được rải, có nắng mưa qua lại tự nhiên. Mượn lấy duyên độ kẻ không duyên, cứu gấp chúng sanh miền hạ giới. Cách độ này rất là hợp lối, chư Phật tiên đã khởi khắp nơi, muốn bảo cho đứa nhỏ nghe lời. Nhờ mẹ nó hoặc người thân thích, cứu người dưới hố sâu mù mịt. Không dùng than đâu kịp cứu ra, nếu chẳng dùng đến vật thứ ba, khó hàng gắn khó hòa được vật. Nên cụ lão cùng là Đức Phật, mới dạy em cơ mật từ lâu. Cũng còn nhiều kẻ có duyên sâu, được Phật chỉ nhiễm màu cản kỳ. Khắp châu quận cùng là lân ly, Phật luôn tìm đơn vị nhân duyên. Để độ người sớm biết tu hiền, và cũng chống ngăn luồng ma giáo. Càng nhiều lũ quỷ ma lung trào, kẻ lành duyên cần tạo thêm nhiều. Nặng bao nhiêu thuyền lớn bấy nhiêu, quyết độ chúng phải theo thời thế. Ân đức Phật nặng vô số kể, em há không tìm kế đáp đền. Duyên cùng đời trước
đã tạo nên. Có lắm kẻ nghe tên liền mên, tiếng khuyên dứt một khi nghe đến, sẽ nhiều người hướng thiện quy chân. Nhờ quái linh của đấng Phật thần, khiến được lắm kẻ lần tính ngộ. Việc gai gốc ở trên giác lộ, phần của chân tử để ráng lo. Phần con dân và phần làm trò, khéo sự vẹn chớ cho gian giờ. Nếu muốn được sum vầy thầy tớ, lo cứu dân lo mở lời lành. Đem cái thân đã muốn quyên sanh, để vào chốn xoải sanh dắt chung. Nếu để lạnh trứng kia sẽ úng, trứng úng rồi hết mong nở con. Duyên đang nằm ráng giữ cho tròn, chúng nhẹ dạ hết mòn tâm chi. Xưa có ông tên là Thắng Kỳ, giàu hơn trong lân lý xa gần. Tánh hiền từ ăn ở có nhân, rất kinh mến các tăng nhà Phật. Mỗi khi gặp các tăng hành khất, ông mời về cơm nước cúng dường. Rồi cầu xin giảng nghĩa Phật đường, đã phát nguyện giữa nương Tam Bảo. Thời buổi ấy ruộng đồng khô táo, dân khắp làng cơm gạo thiếu ăn. Cảnh đói nghèo thế thảm không ngăn, ông khui hết kho tàng lúa thóc và gom cá bạc vàng châu ngọc, kêu mọi người đói khát đến cho. Đến các loài rùa tránh chim cò, của kẻ đói bẫy nò bắt được. Ông mua hết thả ra làm phước, khi ấy lòng ông phát nguyện vậy. Những người này, những thú cầm này, khi lạnh lấy của đây giúp đỡ. Do duyên này đến sau muôn thuở, sẽ cùng ta nên nở bồ đề. Đến chừng nào đổ chúng hết mê, ta mới mãn lời thề này được. Tên Thắng Kỳ kiếp em thuở trước, lời nguyện kia nay được ứng thành. Những người nghèo, những vật phóng sanh, giống nằm tận dưới đất sâu. Mưa soi nắng đục nay đầu trồi lên. Một lời xưa đã nguyện nên, nay nhiều kẻ đứng đợi trên trần đời. Mạng đời sắp hạ chiều mới, há không lo gọi những người còn mê. Cụ chỉ nói sơ qua như thế, rồi biến đi không kể chi thêm. Nay bất ngờ trong khoảng thâu đêm, được đạo sĩ căn duyên kể nốt.
tự thấy lòng ta như châm đốt bắt lò âu hơn phút vừa qua. Đang lo âu gấp bội nữa là gánh nặng gặp đường xa thân yêu. Biết sao mọi người thông đạo diệu, sớm giúp ta kết liễu lời nguyện. Khi lòng người còn lâm đảo điên, ta vẫn thấy không yên trong trí. Như đã hiểu rõ điều ta nghĩ, đạo sĩ đưa tay chỉ thẳng xa. Rồi tự nhiên ở trước mặt ta, vách phòng bỗng nhiên đà tan mất. Hiện ra một con sông trong vắt, ngài chỉ vào dòng nước bảo rằng: dòng nước này có phải yên chăng? Thuyền nặng mấy vẫn hằng chở nổi, đường xa mấy vẫn là chạy tới. Ngày như đêm cứ nối chạy luôn, dù có nhiều vật cản ngăn luồn, vẫn chịu để mà tuôn không nghỉ. Đạo sĩ ngắm dòng sông chăm chỉ, rồi tự nhiên trong ngây ứng thinh. Từ xưa lâu trước đến lâu sau, tánh yếu mềm hơn các thứ nào. Xa mây vẫn đi, đi tốt chỗ nặng bao cứ chở, chở không nao. Giúp cho nhân vật khi khao khát nhuần thấm cỏ cây, lúc hiếu xào tùy ý muôn loài, cần cứ lấy ít nhiều chẳng tiếc với ai đâu. Em nghe chăng những câu thơ ấy, hả lại không nhận lấy làm gương, giúp muôn loài khắp chốn cùng phương. Nặng chăng mỏi xa đường không chán, hình tròn méo dài vuông bất hàng. Vẫn uống chiều theo đặng như thường, người hung sùng hoặc kẻ hiền lương. Vẫn giúp khỏi những cơn khao khát, từ xưa mát đến nay vẫn mát. Mặc dù ai cãi bác thế nào, từ nguồn sâu chảy đến lũng bào, làm tươi cả cành lau cổng cò. Trên đường đi giúp cho muôn họ, bị cản ngăn thường có biết bao. Thông đi nhanh bích thấm lần vào, làm theo ý chỗ nào không ngại. Dẫn đi tận vào trong các loài, mời đến liền không chối từ ai. Ai muốn xài thì cứ lấy xài, chẳng hề tiếc với ai một nhỏ. Nổi sông lên vì là Phật do, tanh vẫn bình nào có giận ai. Trái lại thường ngăn chặn hòa tay, và làm mát những ai nóng nực. Xưa nay tánh dung hòa một mực,
thời đại nào nhân vật cũng cần. Sớm gần dân, chiều dân gần dân, thành thị đến thôn lân đều dùng. Ai lấy chẳng vui đem vào bụng, dân một ngày ai cũng ngóng trông. Kẻ chạy tây người lấy chạy đông, xa mấy cũng ra công tìm kim. Quên lao khổ quên nơi nguy hiểm, lòng khát khao tới điểm cực cung. Giờ chẳng dùng lát nữa phải dùng, ai dám nói rằng không cần tới. Trên quả đất bất kỳ các giới đều nhận cho ít lợi phi thường. Một cọng rau nhỏ mọc bên đường, cũng nhờ có thấm nhuần mới sống. Tình khăng khít các loài rất rộng, chớ không riêng gì giống cá tôm. Cứ đi luôn bất luận đêm hôm, mà lo tươi tình khắp cùng quả đất. Người tu nhân hay là tu Phật, há không theo tánh nước mà tu. Được liệt hàng chánh đạo chân sư, hay được gọi trượng phu quân từ. Tánh tình như nước kia một thứ, cần giường bao đại sự giường bao. Cứ theo đây hôm sớm dồi trao, qua đất dẫu bao cao cũng tới. Nếu có thật như lời ta nói, xin tàn cây kia đối lại giùm. Từ trên cây nhánh lá tầm, bỗng ứng một bài ngâm thanh thoát. Hơn một ngàn năm đứng tại đây, chính ngay bên cạnh gốc cây này, đã nhiều tăng sĩ siêu tam giới. Có lắm thiền sư đáo cõi Tây, do quán tâm trong như bích thủy, nhờ trao tánh khí tở nguồn khai. Thì luôn không nghỉ trong nên dạng, được vậy chẳng thành ta hiểu ngay. Cơ quyền bị dễ ai thay môi, chỗ không không lại nói ra lời. Thấy cảnh màu nghe tiếng diệu vời, ta vừa kính vừa vui không xiết. Tàn cây xanh bên dòng nước biếc, trên trời thanh che khắp cảnh trần. Đứng bên mình một vị chân nhân, tương tốt đẹp kẻ trần khó sanh. Cặp mắt sáng như sao long lanh, râu dài phơ trên mảnh áo già. Thân đoan trang nét mặt hiền hòa, trong liền biết ngay là thanh hoa. Lời thao thao như nguồn xối xả, khéo dạy khuyên khéo ta nhiều câu. Từ trên sông phẳng lặng một màu, tự nhiên phát nhiều câu thi thanh. Nào quỷ khúc tùy hình chi tánh, nào vị tha cứu cánh chi tâm.
lời thanh bay vì thâm trầm vàng trên mặt nước đang êm lặng màu vô tận nhiệm không kể đành. Nhìn cảnh trần mất dạng hồi nào những ưu sầu lo ngại đớn đau không còn thấy lẫn vào trong trí. Đồng thời ngâm cảnh do thần bí trong lòng ta đã nghĩ thầm rằng chẳng vì riêng ta có thiện căn. Đạo sĩ dùng phép thần cho thấy mà là chính ngài vì nhân loại mới làm cho ta thấy cảnh này để truyền cho nam nữ được hay có sớm tỉnh lòng say vật dục. Nên ngài mới chỉ rành trong đục lòng thương không kém đức mẹ cha ước mong rằng khắp hết trẻ già lời này được nghe ra liền giác. Sợ mất đạo hơn là sợ thác năng rèn lòng cháy lạc kệ kinh tự chùi lao trong sạch tánh tình ôm chặt một lòng tin đức Phật mặt gai gốc mặt lời đố tật niệm từ bi để lánh cho qua dịp hút rồi khó kiếm sao ra ráng chịu khổ để mà thoát khổ. Từ trong cây trái bông được trổ cũng từ cây sâu bò xanh ra thành cũng ta mà bãi cũng ta tâm Phật được tâm ma cũng được phải gạn xét như người lọc nước đục và trong cố lược cho ra mà hung gian Phật vốn hiền hòa chân là Phật ngụy là ma quỷ thể theo đó mà suy xét kỳ tội sẽ không mang lấy vào mình tội nếu không phước đức ác sinh. Phước đức dung phép linh giải nàng ước gì khắp Bắc Nam các hàng đều được trông thấy đặng cảnh này có tan lòng ngờ vực xưa nay lo tu đi kiếp ngài thiên đình. Đạo sĩ liền khoát tay cái mình gỡ lại y gian cảnh phòng ta. Ngài rằng em vừa đã nghe qua lời ấy chẳng phải là lời nguy. Thuở xưa có một ông đạo sĩ họ là Lưu tên Thị là Năng. Từ nhỏ đã vào cửa nhà tăng đã giữ mấy mươi năm trai dời nhưng bổn tâm chưa tìm ra mối ở trong ý luôn thấy rối không ngừng một hôm kia trong giả bần thần ông liền mới đi lần đến đây dưới cội cây em trong khi này ông liền dừng chân lại một hồi để ngắm xem dòng nước đang trôi rồi ông bước đến nơi mé nước ông vừa mới cúi mình đến trước
định lấy tay khoác nước rửa mày liền từ trong đáy nước sâu dày cả mặt mũi chân tay hiện rõ. Ông thấy rồi tâm liền sáng tỏ rằng tâm và nước có khác chi. Nhờ tánh trong bất luận vật gì cũng hiện rõ như ý thật cảnh. Nghĩ rồi ông quỳ chân đi mạnh trở lại ngồi bên cạnh gốc cây, quan tánh trong như nước bảy ngày. Ý rối loạn xưa nay đều tình, thoát một cái đã vào đại định, được thấy ra bổn tánh Như Lai. Chính mẹ sống em mới thấy đây, chỗ chứng quả của ngài đạo sĩ. Mê với ngộ cách nhau một tí, mấy mươi năm chỉ trị một giây. Đạo sĩ liền cất giọng khoan thai, động đó liền tính đó chỉ do một cây ngó. Ý loạn mấy mươi năm tiêu tan như mây gió, thường rửa mặt mỗi ngày cũng một thứ nước đó. Sao chẳng mở được tâm vì bởi khác cách ngó. Ngó tanh nước nặng xoay, hiểu được tâm rất khó. Nếu chỉ ngó bằng thường mà được sự sáng tỏ, thì độ trong một ngày thành Phật hết đau khổ. Chẳng riêng ngó nước không, cho đến ngó này nọ, nếu dung hội được tâm, bổn lai cũng sẽ rõ. Phàm thanh thân giống nhau, chỉ khác nơi cách ngó. Mong khắp cả chúng sanh cách ngó này được có, hầu sớm mở tâm mê để đi về tỉnh độ. Xương thịt là hoa sen có hào quang chiếu tỏ, dung mạo đẹp khác phàm trên liên đài sáng rõ. Không bệnh cũng không già, sự chết chóc đâu có. Chính người ở cõi này mới thật là trường thọ. Muốn gì liền có ngay, khỏi phải ra công khó. Có chim ngắm kể màu, có nhạc trỗi trong gió. Khó niệm Phật Di Đà, trong khi gặp lửa đỏ. Lời này hãy nên tin, chớ nên lòng ngờ bỏ. Tu sớm được một ngày, thân sớm ngày giải khổ. Cây chết thúc bên lưng, lòng niệm Phật cần có. Lời này em hãy mau kể rõ, cho nữ nam lớn nhỏ được tường. Ráng niệm câu cực lạc Tây Phương, cầu Phật đổ khỏi đường sanh tử. Hãy chịu khó làm lành lánh dữ, chớ cho lòng lưỡng lự chân chờ. Phải gắng tu cho kịp ngày giờ, kịp lòng hội kịp cơ biến hóa.
chúng phần lớn đang chung khổ quả, nghiệp từ lâu nay đã thành hình. Nếu tạo thêm nhiều việc bất lành thì càng thêm lâm xuất sanh tai khổ. Lòng thương chung quyết tâm cứu độ, em chớ quên khuyên dỗ người đời. Ta cúi đầu xin nguyện dâng lời, đem kể hết những nơi nghe thấy. Hoặc nói ra hoặc nêu trên giấy, làm cho đời sớm dậy cơn mê. Mặt xác phàm có lắm ủ ê, miệng ba tanh sớm về đường chanh. Đây thường thấy rất nhiều khổ cảnh, giữa loài người tranh cảnh miếng ăn, khiến cho lòng đau đớn ngại hằng. Nên rất muốn nhân sanh hướng thiền, được một người thật tâm tu luyện, sẽ đỡ ra một chuyện rối ren. Càng nhiều người đạo hạnh tập rèn, càng bớt được nhiều con sâu bò. Bởi ích kỷ chiến tranh mới có, không từ tâm mới nở hại người, nó đã bày ra trước con người. Xem xét kỹ ai người không thấy, càng thấy cảnh máu người tay dây. Lòng càng mong nhân loại hòa bình, nên muốn ai cùng hiền minh. Có lòng biết yêu mình lẫn kẻ, trên sự sống lòng vui san sẻ. Giúp nhau không lấy lẽ hiếp nhau, bất luận là việc ít lợi nào, đều thành thật đổi trao chỉ dài. Sống bạc ai sống đời đạo lý, sống ngoài vòng ích kỷ đê hèn, ai cũng đều nhòm thoái ô quen. Biết khắc kỷ biết nên phản tình, đạo sĩ rằng lời em rất chính. Anh cũng là đồng tính thế ni, và chính như các đấng từ bi, cũng đều ước mong y lẽ đó. Quan cảnh này kiếp chạy sẽ có, nhưng phải qua khăn khó nhiều phen. Kẻ yêu đời cần phải đua chen, mới có thể đổi nên hoàn cảnh. Em là một trong từ bi tánh, cần ra tay cho mạnh thêm lên. Sự lao tâm khổ xác nên quên, cứ nhắm thẳng vào nền hoằng hoa. Cứu đời khỏi sông mê mới hạ, ý lời nguyện từ cả xưa nay. Không nên cho thể ý mòn phai, chẳng dừng bước lướt nơi gai bom. Phải có đủ tinh thần can đảm, mới dìu đời khỏi chốn lao lung. Phật còn không đành hưởng thung dung, trong lúc chúng sanh còn mê muội. Huống mình dấu chân ngài quyết nói, há ngồi an phòng nói được sao.
cũng phải nên lo liệu cách nào để cứu khách trần lao thoát khổ. Chúng đang bị màn đời cám dỗ, lòng say mê đến độ cực cùng, tánh tình lần biến đổi ác hung, chẳng còn biết hiểu trung đạo lý, chỉ biết sống cho thân phì mì, sống theo lòng ích kỷ tổn nhân, cứ mãi lo phụng sự riêng thân, sống theo thoái dục trần đê tiền, lo thỏa mãn tấm lòng say nghiền, chẳng màng nghe những tiếng thị phi, mặc cho thân có lâm vết tì, miễn là được hưởng thì sung sướng, điều cao khiết chúng không hề tường, chỉ lo làm lo hưởng hiện thời, chẳng nghĩ câu báo ứng này mới, cho nên dễ phạm nơi tội lỗi. Thị sanh chung kinh thường giết tội, Phật nóng lòng như sôi nước sôi, lệnh cho chư Bồ Tát xuống đời, lo kêu gấp cho người tỉnh ngộ, giả đủ hình ẩn mình khắp chỗ. Tùy mọi phương giải dỗ chúng sanh, miễn cho người bỏ giữ theo lành, thân đâu quản bùng sình lao khổ. Nếu có kẻ đường tu ái mộ, dù mấy giờ dù chỗ mấy xa, cũng đến nơi và cũng tùy hòa, chịu đủ cách để mà quá độ, quyết dắt người vào nơi Phật lộ. Thân ra sao cũng chớ hề màng, đồng tâm hồn cứu độ nhân gian, em khéo bẻ cho an tay lấy. Miệng ba tánh được lòng tu cải, mặc cho thân dơ dãi đừng nao, thân tuy dơ mà chí thanh cao, sự dơ ấy lòng nào e ngại, giao bông mấy cành sen được hay, lời cũ già đã dạy cho em, chớ núng nao phàm sắc luốc lem, mà đem thân ấy lẫn chen khắp đất, dắt hết người có căn tiếng Phật, mặc cho đời thử thách dường bao, khổ càng nhiều đau quá càng cao, muốn bắt cột phải vào hổ quyệt, ngài liền ngâm bài thơ thông thiết. Xưa cũng như nay vẫn một đàn, đầy lòng ưu mẫn khắp nhân gian, quên ăn lúc thầy người làm tội, bỏ ngủ khi nghe kẻ mắt nàng, mẹ mến yêu con âu có một Phật, thương xót chúng gấp muôn ngàn, theo chiều đấu cùng ra tay, đổ mất mạng hao tài chẳng tiếc than. Dù hiền cha chân con khá dầm, em đừng quên soi tấm Phật gương,
phải cho thân trải tuyết dầm sương, để thực hiện tình thương nhân loài. Thấy ai có làm điều chi sai, trách buồn nhưng khuyên giải cản lời. Chớ nên noi theo lối người đời, buồn ai chẳng muốn cho gặp mặt. Bởi mê dốt lỗi lầm dương mắt, nên ra tay dìu dắt cho người. Há làm ngơ để bụng ngạo cười, chẳng chỉ vẽ những nơi thiếu sót. Ở đời sự lỗi ai đâu lọt, cần dạy nhau phải tốt hơn không. Người lỗi mình ngồi để mắt trong, khi mình lỗi khó mong người chỉ. Kẻ chỉ dạy phải cho thành ý, người lỗi lầm nên thì nhận ngay. Thì tự nhiên không việc gỗ gai, kia cũng tốt mà đây cũng tốt. Biết trao đổi với tình thiết cốt, dù cho người mây dốt cũng thông. Tội có đâu lan lớp cả đầm, ai lo nay chớ không ai tiếp. Chữ tương tồn với câu tương hiệp, mong người đời nước thuộc nắm lòng. Mà để giúp nhau bất lúc cay nồng, kẻ dư quá người không hề đủ. Đành căn kiếp người bằng hay phú, do nghiệp xưa hoặc sức làm nay. Có làm nhiều tất có nhiều nhai, xưa nhân đức ngày nay phú quý. Kẻ nghèo bởi nghiệp xưa ích kỷ, hoặc nghiệp nay chẳng chỉ công làm. Vì vậy nên đâu đó chẳng kham. Lẽ sống của nhân gian như thế, tuy nhiên nếu người đồng tương tệ, đời sống liền cái chế được ngay. Nghiệp oan không cơ hội kéo dài, giống khổ bị khô mài khó mọc. Vui hoặc khổ do người làm gốc, người nắng sanh xuất vật nọ kia. Nếu người đồng hiệp lại một bề, lấp bằng biển và tề bằng núi, điều này há lại không nghe tới. Để hợp nhau mở lối bình minh, bỏ đi lầm chỉ biết riêng mình. Lo nghĩ đến cái tình nhân loài, cái tình ấy phải cho tồn tại. Dù ở bao thời đại biến thiên, tình ấy còn thiên hạ bình yên. Tình ấy mất đảo điên ba tình, tình ấy nhiều là nhiều sức mạnh. Tình ấy tan sẽ tan quay quyền, tình ấy sâu thành Phật thành tiên. Tình ấy càng nên ma nên quỷ, tình ấy có người tùng thị. Tình ấy không không trị được ai, tình ấy đầy tâm trí mắt tay. Ngôi Phật sẽ có ngày kế từ,
Vậy em khéo gọi hàng nam nữ, tình ấy nên chặt giữ vào lòng. Ai cũng thương, ai cũng xử công, chớ chia rẽ giống dòng nam bắc. Tánh nhân ngã dễ làm gây giặc, công tánh này tất hết giết nhau. Khắp bắc nam bất luận người nào, nên cố gắng trừ mau tánh ấy. Người được biết tu hành trai giới, tánh ngã nhân càng phải sớm rời. Chỉ biết lòng yêu khắp người đời, không ý biệt phân người quen lạ. Sống ngoài cánh tánh tình nhân ngã, không trọng giàu chẳng giả khinh nghèo. Luôn đem mầm bát ái rải gieo, cho đâu đó bớt đều thù hận. Giặc chẳng phải tự nhiên khai hận, mà do người vì dẫn hoặc tham. Giận với tham hỏi tại đâu làm, trả lời vốn tánh phàm nhân ngã. Trừ nó được mới là thông thà, còn vương mang còn quả liên miên. Ví dụ cho là bức thần tiên, còn đeo nó còn quần phàm tục. Em kha nhớ ra tay kêu thúc, kẹo ba giá quên phúc ra về. Các sắc trần chứ bận lòng mê, mê chẳng được chịu bề lao khổ. Cảnh nguy thế nay gần miệng hồ, chẳng thương nhau đừng có trách than. Sống riêng thân là sống khốn nạn, biết ngược lại sẽ an lạc phần. Kêu đời chẳng chịu nghe phát dần, như thấy người đánh lẫn con cờ. Giận nhưng mà không nỡ làm ngơ, cố kêu mãi để cho cải hối. Lòng yêu chúng tràn trề tim phổi, dù sao sao cũng nói dài luôn. Sông lướt qua gió thảm mưa buồn, đem mảnh áo nâu sòng che khắp. Ai chửi mắng cũng đành tay lấp, mà niệm A-di-đà Phật đi qua. Nay không duyên người chẳng nghe ta, nên ngâm giống để mà sao rầy. Sớm ghét kể chiều thương trở lại, ở thế gian chuyện ấy có thường. Em ơi đời phức tạp không lường, nổi hai chữ ghét thương đủ khổ. Ghét dễ khiến nhúng trề môi mỏ, thương cũng gây vàng vỏ mặt mày. Ghét với thương gia vị các loài, kể sao hết điều cay với đắng. Gọi cõi tạm bao giờ lâu đằng, mà khách trần gian chẳng núng nao. Trên non tiên ngó xuống chừng nào, lòng càng bắt xót đau chừng nay. Biết bao cuộc đất bằng sông dậy, mà cũng chưa thấy mấy ai tu.
chờ đến cơn trâu rong cho tru, cảnh thảm đến mới cầu khó cứu. Gặp Phật giáo là điều hy hữu, người không nghe vì ngủ quá mê. Do lòng thương mà phải vỗ về, chớ nào phải vì bề danh lời. Thương quá đổi reo kêu ơi hỡi, rất kính thay các giới từ tâm. Đòi phen quên cả việc ăn nằm, vì lẽ quá bận chân phổ đồ. Anh còn nhớ ở vào đời nọ, có một ông tên Thố họ Chiêu. Từ sau khi vọng niệm trừ tiêu, rời ám từ châu lưu khắp chốn. Đến đâu cũng khuyên xoay tâm bồn, bởi tâm là chủ động các đường. Khi thấy tâm như thấy trong gương, tất sẽ thấy Phật tường tận mặt. Vào thuở ấy rất nhiều người đắc, nhờ được ý theo pháp ấy hành. Một ngày kia ông tự biết mình, vào giờ ngõ mạng xanh sắp cuối. Bữa cơm trưa cũng vừa dọn tới, cây có người hấp hối gần bên. Ông thấy người ấy có căn duyên, sắp chết chẳng biết tên Đức Phật. Ông bỏ ăn và liền lật đật, đi đến bên người sắp ra ma. Ông bảo nên niệm Phật Di Đà, Phật sẽ đến dắt qua cực lạc. Người ấy y lời ông khuyên nhắc, bèn nhiếp tâm niệm Phật ba câu. Liền hóa thân của Phật đến thâu, hồn ấy được vào chầu Phật quốc. Ông liền trở về nơi am thất, ngồi ngay mình rồi mất tự nhiên. Vì cứu người đã có Phật duyên, không màng đến bữa cơm rốt màng. Tình yêu chúng sanh không giới hạn, đổ đời cho đến đoạn cuối cùng. Lòng từ bi trọn thủy trọn chung, ai nghe đến lòng không thương kính. Các Bồ Tát vốn đồng một tánh, tự giác rồi lo đến giác tha. Lúc nào thời cũng vẫn bôn ba, lo cho thế hơn là lo phần. Mình tình ấy chẳng bao giờ bận, cổ với kim cũng vẫn một màu. Yêu đời bằng lối mở cùng lao, chẳng yêu cách chôn vào hang hô. Yêu đời với tinh thần giác ngộ, độ khỏi mê chẳng bỏ cho mê. Tay mặt đưa tay trái lấy về, chuyện lừa ấy chẳng hề nào có. Đ
đời lợi dụng nhau từ việc nhỏ. Đạo dân đi ngược nó luôn khi lánh tâm phàm hiểu tánh từ bi, tất sẽ chẳng hề khi nào đúng. Đừng nhắm một ít người lợi dụng mà vội cho ai cũng dối tu. Nguyên một loài nhưng sâu với cụ, phải hiểu khác chớ cho rằng một. Cùng một đạo cùng người đồng lớp, nhưng tấm lòng sâu tốt khác nhau. Tuy bề ngoài cùng một sắc màu vàng, chẳng giống như tháo tên ô. Kha quan sát cho tường tánh chỗ, chớ vội quơ đũa cả nắm say. Có trầm hương ẩn giữa rừng cây, hãy tìm lấy về ngay kẻo ồn. Gặp hiền đức phải nên kính chuồng, đừng đụng đâu khinh bương chê càng. Em khá khuyên khắp hết thế gian, phải lọc lửa chấn hằng lời nói, kẻo lầm đến con người thương coi. Sẽ chết không kịp trối một lời, có các thần trà trộn khắp nơi, giả đủ cách thử người dương thế. Không lấy mắt xét xem đau đề, sẽ làm cho người dễ lạc lầm. Thật tu hành hay giả đạo tâm, khi đó sẽ lo mầm ra hết. Cùng xác người giống nhau như hệt, rất khó đem phân biệt thánh phàm. Thế cho nên khắp hết nữ nam, cần ngôn hạnh kẻo lắm khó gờ. Nhiều lúc kẻ hung mồm vừa mở, máu liền trào dãy giũa chết ngay. Lỗi phạt răng của các thần này, rất nghiêm khắc lâu nay ít có. Tanh rất nóng còn hơn lửa đò, lòng luôn hờn ghét đứa hung quang. Có nhiều khi thấy kẻ tà gian, liền bẻ cổ số căng bắt kề. Nhòm kẻ ác tở thùng nhớ quê, thấy lũ tà mắt thể gai đâm. Gặp thì trừ chứ chẳng ngại tâm, các thần thánh hì hầm như thế. Chớ vội thấy ngu khờ khi về, thường khiêm nhường nghĩa lễ tốt hơn. Gặp thử mà không bị lầm thân, tất sẽ được các thần theo hầu. Giúp đỡ cho được đi tới chỗ, ngày như đêm chẳng hở phúc nào. Cứu hộ cho những buổi ốm đau, che chở lúc lâm vào tay ách. Đạo sĩ liền chỉ tay vào vách, một vị thần hiển cách tự nhiên. Vẻ oai phong tay chống gươm thiên, liền cất giọng ngâm lên bài kệ. Để bảo vệ hiền thầy,
để tội phước ghi kệ. Cho nên khắp nhà nhà có ta ở mung bày. Vị thần chỉ mấy lời như thế rồi biến đi không kể chi hơn. Đạo sĩ rằng ấy kiểm dễ thần, nhà nào cũng ẩn thân xem xét. Biết tội phước ghi rành từ nét, tấu thiên đình xử xét chi công. Mắt phàm nhân thấy cửa vắng không, nhưng mà có minh thần ẩn anh. Nên nhớ dấu việc làm bất chánh, kẻ thế gian chưa tánh dễ người. Việc này em khá nhắc cho đời, đừng tưởng chỗ vắng người làm quay. Người chẳng thấy nhưng thần luôn thấy, tội phước đều chốt lấy đành rành. Phước thì ban, còn tội thì hành, bao ân rất phân minh từ chốt. Nhân thiện ác định cho quả phúc, từ cổ kim chưa lúc nào sai. Khắp thế gian dù gái dù trai, ráng sửa tánh thẳng ngay chân chất. Đầu đội trời còn chân đạp đất, đất trời luôn soi xét mỗi ngày. Tuy lặng thinh mà rất có quay. Hả chẳng sợ hơn người dương thế, quay trời đất nếu người kiên này. Tất không gây tội lễ vào mình, tưởng chỗ nào cũng có thần minh. Sẽ không dám tạo thành điều ác, xưa có người tên là Bàn Đa. Thường chuyên nghề đạo tặc nuôi thân, có một hôm vào một nhà dân. Đang rôn rén vào khuân đồ đạc, nghe có tiếng động trên sàn gác. Bàn Đạc liền ngước mặt ngó lên, thấy nơi trang có tượng Phổ Hiền, ẩn sau một ngọn đèn leo lét. Lòng bỗng thấy vô cùng sợ sệt, rằng Phổ Hiền thấy hết việc mình. Liền bỏ nguyên đồ đạc đang rinh, lui khỏi cửa đi êm một nước. Vừa đi vừa nghĩ suy từ trước, cho đến nay những việc đã làm. Chỉ dấu che được mắt người phàm, chớ thần thánh đã xem thấy rõ. Tự biết lỗi bắt đầu từ đó, ngày trộm liền dứt bỏ lo tu. Sớm khuya bền một chí công phu, được Phật qua thân tu về Phật. Nhân tưởng giả độ nên người thật, là chuyện người Bàn Đạc thuở xưa. Trong nhất thời ngày trộm được chưa, nhờ tưởng có thần cơ quan sát. Mọi vật có thể làm người giác, nếu để lòng suy xét cho rành. Bàn Đạc tuy là kẻ gian manh, biết hối cải còn thành được đau.
lấy tâm dám làm điều tàn bạo, đổi ra tâm dám tạo phước điền. Tất nhiên là từ giới phàm duyên, leo đến bậc Phật tiên chẳng khó, chỉ nhân một cái quay đầu ngó. Được trở nên tỉnh ngộ nơi lòng, tội trộm xưa đều vũ sạch không, còn thừa phước đức sang Phật quốc. Trai với gái ở thời văn vật, há để thua bàn đạt xưa sau. Xưa ngu khờ mà được giác mau, nay thông thái tại sao chậm tình. Xưa dốc nát nhưng giàu trí tính, nay khôn lanh nhưng kém tinh thần. Chỉ hay ho với lỗi tục trần, không soi thấu được phần siêu việt. Biết cái giả chứ không biết thiệt, làm nhiều mà chẳng được hưởng lâu. Ốc thông minh đem để vào đâu, chẳng tìm biết cái nào chân già. Cứ mưu nọ thế kia gây hòa, gác lừa nhau chiếm bả lợi danh, giỏi bề về mưu lấn đất cướp thành. Việc xô sát dân tình là giỏi, mình muốn sống thì người khỏi nói. Cũng hiểu lòng họ đôi thế nào, vẫn biết yêu mạng sống như nhau. Đâu muốn bị người nào giết hại, mình tồn tại cho người tồn tại. Nỡ dứt tình đồng loại sao đành, sống bằng phương xô sát nhân sanh. Cách sống ấy hôi tanh như thù, sống nhân đạo sống tình cảm đủ, mới sống theo ý vị loài người. Chỉ đấu nhau bằng trí bằng lời, cùng đủ lửa vì nơi nanh vuốt. Dắt nhau đến chỗ gây chiến cuộc, ý vị loài người mất hết rồi. Thay vì dùng nanh vuốt tranh mồi, dùng đao kiếm cướp xôi với bánh. Mất hết cả cái gì thiên tánh, chỉ là loài mạnh đặng yếu thua. Hiện nay như đông rác sắp đùa, kẻ bảo ác cũng chưa thấy thức. Thế là họ phải đành yên giấc, theo ngày tàn của đất hạ quân. Chỉ thương người còn chút thiện duyên, họ bị kẹp kèm hơn tử tàu. Em kêu giúp hạng này biết đau, họ tỉnh rồi việc đau đến nơi. Việc cũng không còn phải xa vời, em chớ để người trôi mất uồn. Nước có lên rồi thì có xuống, em đừng buồn đám ruộng ngập nhiều. Thứ nào châm cản rễ thì tiêu, mùa tiết phải chịu theo khó cày. Ấy là cũng một phương lửa đài, quét sạch loài có giải phá mùa.
Em buồn anh lòng cũng bắt chua, việc chi cũng do cơ tạo hóa. Em thường trách sao hiền mang quà, còn đứa hung thông thả không sao. Em nhớ rằng danh mọc chừng nào, càng chiếu đục chiếu bao chừng nay. Không chịu thế sao nên hình đây, còn những nào cây dại đứng yên. Ây chỉ là đợi lớn thêm niên, dùng làm củi ra than là dứt. Huôn nữa kẻ hiền lành nhân đức, cũng như nền của một ngôi nhà. Những khó khăn những nỗi xót xa, là kèo cốt rui đà cho đo. Các vật này tháng như không có, cái nền kia suốt gió suốt mưa. Ai đắng cay ai có dài bừa, em ráng chịu chớ ngơ chí lực. Trước sau vẫn lo câu đạo đức, chớ quá buồn đành dứt xác trần. Chúng sanh đang khổ chúng mê tân, ngày mạng sống tở như đàn dây thằng. Lòng bác ai há ngồi yên đằng, cũng không đành nín lặng Tây Phương. Huống lời xưa đã thể tỏ tường, nay không đổ đợi cơn nào đổ. Biết bao kẻ bơ vơ trên lầu, há không đưa tay trỏ đường về. Thấy lạc lầm mình phải u ê, tình ấy vốn trong lề nhà Phật. Một khi để cho tình ấy mất, sẽ không trông thấy mặt Như Lai. Bao kiếp qua khổ cực chẳng này, há lại tiếc làm chi kiếp chót. Chớ vô ý để người dừng gót, thưa bóng người cửa Phật chẳng nên. Kẻ mến em khéo dắt họ lên, chớ để họ rớt chìm trở lại. Không dễ có được lòng hăng hái, để mất rồi khó tay được đâu. Một khi người đã biết hỏi đầu, đừng để họ lần câu đạo lý. Nếu họ trở nên lần tâm trí, khó gọi cho tỉnh lại như xưa. Kẻ tu do hoàn cảnh đầy đưa, chừng bỏ đạo cũng do tình thế. Những hạng ấy không nên nhắm kề, bởi họ theo thời thế ấy thôi. Thời sớm yên thì họ tu dồi, thời chậm đến họ trôi theo nước. Họ bền được thì là rất phước, bằng không là tái ít căn duyên. Cũng chẳng nên đem giả trách phiền, bỏ luôn kẻ sâu duyên với Phật. Nhờ có sự lễ nghi phong chất, loài người cùng thú vật khác nhau.
muôn thế không đạo lý chậm vào, như nhuộm trắng cầm màu bay hết, làm người để mất đi chính nết, khác nào quá mất hết mùi hương. Xã hội nào không kẻ hiền lương, xã hội ấy mất đường thánh trì. Em khéo giúp người thông đạo lý, tất nước nhà trở lại an ninh, và chừng khi có cuộc gian thinh, khổ quả cũng chẳng sanh ra lớn, vẫn còn bước chân hài chân hơn. Phần lớn do thiếu thôn đức tin, ấy là mầm tai họa đáng kinh. Khéo giúp họ được minh nơi trì, dân trong nước không thông chân nguy, sẽ rối luôn khó trị cho yên. Dân trí khi được mở sáng lên, đâu hư với đâu nên thấy rõ. Cố nhiên nẻo ta liền tự bỏ, tự xếp mình vào ngõ chánh chân. Muôn thế là theo lẽ trước hơn, phải phát mạnh tinh thần đạo đức, lấy đạo đức để tri giả thật, như đĩa bàn chỉ bắt với nam, độ được ngay tất cả việc làm, giúp đỡ chẳng gian tham tà chanh, lợi dụng hoặc gạt lừa ba tánh, ấy phải nên quyết định là tà. Cứu mình rồi lo cứu người ta, ấy đúng thuyết Thích Ca đã dạy. Đổ mình chẳng đổ người hoặc hay, quả quyết rằng tông phái của ta. Cứ lấy đây mà xét rộng ra, sẽ biết được đâu tà đâu chanh. Tà là phải mau lo xa lánh, chánh thì nên phát mạnh lòng tin. Nào luật nghi quy cũ chặt dình, xấu mấy cũng trở nên người tốt. Trừ những kẻ chỉ mang có lốp, không chịu đem lòng thật hành y, dù bao lâu cũng chẳng nên gì. Cây không uống hình chi chẳng dông, người vốn lấy tánh quen mà sống, cả món chi đều cũng do quen. Dù tánh hôi dù qua thấp hèn, người ta có thể quen được cả. Ví dụ sợ trời khi quen già, không bao giờ dám hạ miệng kêu, đến uống ăn cử động các điều, do quen tánh phần nhiều thành tật, thói quen rất là quan hệ nhất. Cho nên cần lựa tập thói quen, đừng cho quen những thói hư hèn. Nên tập sửa tánh quen nhân đức, quen tha thứ quen lời chân chất, quen thương người quen giúp gần xa. Lòng cho quen thờ mẹ kính cha, thấy ai khổ cũng là quen cứu. Quen niệm
niệm Phật như người quen rượu, quen thấy này tội lỗi đâu sanh. Đời cứ quen những việc bất lành, do đó tạo muôn ngàn tội ác. Đã quen giữ đổi lành khó thật, nhưng cố lòng tập riết sẽ quen. Em khá mau đem hết lời khuyên, khiến người sớm lòng quen đạo lý. Chớ thấy khó khăn mà nản chí, thu tập lâu còn múa nên ngày. Thì loại người từ chỗ dũng về, tập mãi sẽ nên bày khéo leo. Nay sự thế đã là mỏng mèo, khá rèn lòng quen nẻo thiện lương. Nếu không tin như giặc cùng đường, xác hồn chẳng còn phương cứu gờ. Chớ vội nói việc chi không sợ, việc đến nơi hồn vỡ mật tan. Quả địa cầu chỉ một tiếng vang, nhân loại đủ xương tan thịt nát. Bần với phu cùng ra cho mát, mãi tranh cùng nút gạch ra bùng. Kiếp trần gian như ấm nước đông, không thấy hết mà lần khô cạn. Kẻ lớn nhỏ nên suy cho hàng, để lo tu càng sớm càng nên. Trên sen đài khi được đề tên, châu bao há dám đem so sánh. Mỗi khi nghĩ đến Tây Phương cảnh, anh còn nôn muốn đến ở ngay. Tại sao người trong cõi trần ai, chẳng lo trở gót hay về đó. Chừng ngày hội long qua mở ngò, Đức Thế Tôn hiện rõ cảnh này, để cho người mong ước lâu nay được thấy rõ ở ngay trước mắt. Ngày ấy cũng không còn xa xắc, anh đang chờ góp mặt vào đây. Cùng chữ tiên thi thô phép tài, rõ công đức của ai nhiều ít. Có nhiều tiên ẩn nơi u tịch, muôn triệu năm cách biệt hỏng trần. Ngày ấy đều giá hát đằng dân, xuống thế để chúc mừng thanh đức. Kể sao xiết mùi thơm nồng nực, mây đủ màu chói rực mười phương. Các thần tiên dung màu khác thường, mây đỡ gót lông lân chầu chực. Em cũng ráng tạo thêm công đức, để cùng anh hiệp mặt chúng này. Khi ấy em khéo độ gái trai, được đi tới hội này cho phì. Kẻ trung hiếu với người liêm sĩ, cùng hạng người thành ý tu hành. Và những người làm phước làm lành, đều có thể đồng sanh tới đó. Phần thưởng ấy để dành cho họ, nhắc nhở cho họ nhớ kẻo quên. Nói đến đây đạo sĩ ngâm lên,
đến được hội này có mấy ai. Nóc đền lột lấy ngũ tường mây, bên mình tiến trường ra muôn phép. Trước ngõ thần linh hiển đủ quay, thu nói tiếng người không dấp dáp. Sân chầu sen mọc ngát hương bay, khéo nhiều thiện tính về nơi ấy. Em sẽ gặp anh ở hội này. Đạo sĩ dứt xong bài thơ ấy, ta rằng xin nhớ lấy lời. Quyết đưa thân này với mọi người, đồng đi đến tận nơi hẹn ấy. Dù cho phải khó khăn đến mấy, cũng không nao tâm chí đã nguyện. Riêng lòng đây sao trước đồng nhiên, chỉ ngại chúng không nguyện một lối. Thẳng như thế ngày rồng mây hồi, một thân này trơ trọi đến nơi. Mặt mũi nào dám ngó chính trời, và thẹn hổ những lời ngài dạy. Vừa nghe đạo sĩ liền chẳng lại, rằng em đừng lấy đó làm lo. Nếu không thành như sự hẹn hò, lẽ ấy cũng là do người đây. Nếu em đã tận tâm khuyên dạy, chẳng nghe theo lỗi ấy tại người. Em lỗi chi mà thẹn chính trời, cùng anh ngại trước nơi gặp gỡ. Nhưng việc ấy chẳng bao giờ có, vì còn nhiều người nhớ đến em. Họ đang lo rửa chỗ luốc lem, kẻ ấy sẽ cùng em đi tột. Nước nhà họ cũng là rường cột. Việc tu hành lại rất kỹ càng, họ sẽ đeo cho tới niết bàn. Em chớ ngại một thân trơ trọi, rất nhiều kẻ có căn thượng còi. Họ nhờ em được hối phần đông. Những kẻ này trung hiếu đầy lòng, họ sẽ vẹn thủy chung với đào. Theo anh thấy khi lành tiên bao, ngài chung quy thành đạo nhiều người. Em gặp anh với vẻ vui tươi, chớ chẳng phải sầu với đâu nhỉ. Vậy em chưa quá nên xa nghỉ, nghe hay không tự ý người đời. Lòng từ bi cứ nhắc chiều mây, quên bụi cát quên trời mưa nắng. Lấy đạo vị bán mùi cay đắng, thấy thương đời chứ chẳng thấy đau. Xưa thơm tho nay vẫn ngọt ngào, tình bác ái chẳng bao giờ mòn. Câu thể hải sơn minh dình tròn, quyết độ người khỏi chúng nàng tay. Lời thề kia chẳng kết hình hài, vẫn còn phải chuyển lại không nghỉ. Em
dùng hết tinh thần ý chí, kiếp này diệu hết kẻ thiện duyên. Để sau khi qua cuộc biến thiên, em đến động anh thiền một lúc, coi thế mặt cho người chen chúc, ngày vui qua đến phúc khổ sang. Đời thương quân muôn tuổi lạc nhạn, hạn kỳ hết cũng lần đến khổ, chỉ khi nào về nơi tịnh độ mới không còn sự khổ tay hồi. Thế nên dù sao cuộc lập đời, đạo Phật vẫn khắp nơi truyền giao. Tuy no ấm tuy đời quy báu, nhưng không ai bận biểu tâm giàu. Gái cùng trai bất luận người nào, tinh thần cũng vượt cao thường tanh. Nhờ đó chẳng ai thèm tranh cạnh, đời sống trong phong cảnh thần tiên. Cùng lậu vàng các ngọc muôn thiên, chỉ tạo để mà xem chẳng mến. Bề trí đạo rất là cao viễn, nên chẳng ai gây chuyện sai lầm. Đây thật là thế giới minh tâm, người người vẫn nói làm một rập. Sẵn hiền đức thêm lòng tu tập, cho nên siêu về Phật phần đông. Bồm to thêm gió thuận xuôi dòng, đưa thuyền đến bến trong chốc lát. Muôn hai trái có than sẵn bắt, quả đào kia sẽ chắc vào tay. Nhờ thế mà người được sang đây, tất sẽ đến được Tây Phương Phật. Khắp trai gái sao còn mê giấc, khá lo tu để gặp đời tăng. Sai đắm chi các thứ tạm trần, dục chưa mãn kế thân tàn tà. Sự thất vọng nhiều hơn thỏa già, ai cũng như thế cả khác đâu. Nay gặp kỳ thiện ác đau đầu, nỗi buồn khổ càng sâu gấp mấy. Người đời nay biết lo hối cải, theo đường lành mới phải khôn ngoan. Tuy biết rằng vạn sự đầu nan, nhưng nếu được kiên tâm giai vị, ráng chịu khó theo đường đạo lý, cho linh hồn khỏi bị đọa xa. Mọi tai nạn thân được lánh quang, chớ theo mãi cái đà hung dữ. Đạo sĩ bèn kể bài thời sự, trung ương ba tiên sâm. Nghe tiếng gái phụng hoàng, nhìn trời vừa đúng ngọ, Phật vương xuất thế gian. Ngày giờ này chưa tới, nhân sanh trong thế giới còn khổ nạn nhiều bề, không nơi nào tránh khỏi. Khắp người trong thiên hà,
lấy phước để trừ hoa, chớ chữa lửa bằng dầu, xác hồn máu tiêu pha. Kể xong đạo sĩ liền niệm nhỏ, rồi bỗng nhiên hiện rõ vừng non. Từ trong non có một sơn thần, mặc áo mũ đàng hoàng bước tới. Chào đạo sĩ và ông liền nói, được lệnh trên sắp đổi về đông. Dãy non này sẽ qua đồng không, cảnh xinh đẹp vô cùng khó kể. Những người sớm khuya rèn kinh cày, lòng hiền lương hiếu để trung can, sẽ được xem cảnh ấy rõ ràng. Ngoài ý của trần gian đã tường, ai cũng được ấm no sung sướng, không ai không màng trướng tốt tươi. Trải muôn năm mới có một đời, chớ đâu phải mỗi thời mỗi co. Dịp này nêu khắp người lớn nhỏ, chẳng lo tìm sao khó gặp ra. Nơi non này nhiều vị tiên gia, đều xuống thế để mà quá độ. Các vị chẳng này thân lao khổ, lén loại trong khắp chỗ trần gian. Quyết độ đời khỏi cánh lầm than, lo tu niệm dứt đàn sanh tử. Đại hội đồng các tiên đã dự, cuộc biến thiên lành dữ thế nào. Được biết rành mọi việc trước sau, nên lòng quá xót đau hạ giới. Mới đành tách chân ra khỏi núi lâm trần gian chỉ lối tu hành. Rất mong cho khắp cả chúng sanh, lo bỏ giữ về lành cho sớm, để sau cuộc nạn tai ghê gớm sắp nổi ra khắp chốn cùng nơi. Sự thảm thê khó kể hết lời, phía tây của ngọn đồi kê đây có nhiều loại thú cầm kỳ quái, rất hung hăng không loại nào bì. Đến thời kỳ chúng nó ra đi, ăn xé kẻ bất trí nhân nghĩa. Ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền. Ấy là do lệnh của hoàng thiên, trị tội kẻ không kiêng trời đất, không hiểu để chẳng lòng trung trực. Cho hùm tha sâu bắt cũng vừa, kẻ ở ăn ngay thảo sớm trưa. Chung thu sẽ lưng đưa cho cởi, ấy phần thưởng người tròn đáo nghĩa. Qua biển rộng vượt lối núi rừng, nổi đến đây ông bỗng liền ngưng. Rồi lại tiếp kể lên quay khi
Kẻ ngồi trên sư tử, người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cột. Nhiều vị ngồi trên lân, ai cũng đều nghiêm chỉnh, đến giữ hội phong thần. Chim mừng kêu ríu rít, hoa cảm nở rộ rần, chinh thần khi nghĩ đến. Lòng hoan hỷ muôn phần, ước mong người hạ giới đồng gánh sức lập thân. Nếu không siêu về Phật, cũng ráng được quy thần, làm hiền chứ làm dữ, để xem cõi thượng quân. Thần chỉ biết nhiêu đó, không còn nói chi hơn. Xin chúc cho nhị vị duyên muôn năm sớm gần. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Na.